Yoga Detox thanh lọc cơ thể. Yoga trị liệu có rất nhiều các phương pháp thanh lọc cơ thể khác nhau, trong đó có Sun Fresh Salander là cách phù hợp với số đông. Bạn chỉ cần mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để xúc ruột, sau đó áp dụng ăn uống nhẹ trong 24 giờ tiếp theo. Theo các chuyên gia về sức khỏe và các yogi, Sun Fresh Salander giúp đẩy mọi chất bẩn tích tụ lâu ngày trong ruột già, gây nên các bệnh về đường ruột, lão hóa, chân tay sưng nhức. Sau một lần xúc ruột, bạn đã có thể cảm nhận cơ thể nhẹ nhõm hơn, ngủ ngon giấc, da rẻ tươi tắn. Thực hiện đều đặn phương pháp này sẽ cải thiện sức khỏe của hệ tiêu hóa, gan, giảm rất nhiều bệnh tật, tươi trẻ và khỏe đẹp hơn. Với những người thành thị tiếp xúc với quá nhiều các chất hóa học trong thực phẩm và môi trường sống luôn khiến cơ thể nhiễm nhiều chất độc hại, thì việc thường xuyên thanh lọc cơ thể luôn được đề cao và khuyến khích thực hiện. Yoga luôn được biết là một môn thể thao lành mạnh, có tác dụng tốt đến nhiều mặt của sức khỏe như tăng cường khả năng dẻo dai của xương khớp, cải thiện khả năng tuần hoàn, giữ gìn vóc dáng. Trong số đó, khả năng thanh lọc cơ thể thông qua các bài tập của Detox Yoga được biết đến rộng rãi trên thế giới như một phương pháp làm sạch bản thân từ bên trong hữu hiệu mà không cần đến chế độ ăn kiêng khổ sở hay các loại thực phẩm chức năng đắt tiền. Detox Yoga là một nhánh của trường phái Ashtanga Yoga khá nổi tiếng trên toàn thế giới. Detox Yoga không những giúp cơ thể dẻo dai, khỏe khoắn mà còn giúp cơ thể được làm sạch, cho hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, gan thận được thư giãn và năng suất làm việc, đào thải độc được nâng cao duy trì lâu dài. Nguyên tắc cơ bản trong phương pháp thanh lọc cơ thể chính là hít sâu, quá trình hít thở và đổ mồ hôi sẽ giúp cho các chất độc hại trong phổi được giải phóng ra ngoài. Lợi ích của Detox Yoga. Một trong những lý do mà Detox Yoga ngày càng trở nên phổ biến không chỉ bởi nó phù hợp với đa dạng các đối tượng, mà còn ở các tác dụng to lớn mà nó có thể mang lại. Với nguyên tắc đào thải độc tố trong cơ thể, Detox Yoga sẽ giúp hệ tiêu hóa trong cơ thể được làm sạch, cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn và trơn tru hơn. Các thức ăn được đưa vào cơ thể nhờ đó cũng được hấp thu tốt hơn, lượng dinh dưỡng cũng sẽ nhiều lên, nhờ vậy bạn sẽ không cần phải ăn quá nhiều để có đủ năng lượng hoạt động cho một ngày. Việc gián tiếp giảm khẩu phần ăn cũng là nguyên do Detox Yoga được coi là một cách giảm cân lành mạnh mà không phải kiêng khem khổ sở. Ngoài ra, các độc tố trong cơ thể được loại bỏ thông qua việc tăng cường khả năng hoạt động của các cơ quan bài tiết. Gan và thận là hai bộ phận được hưởng lợi trực tiếp từ việc duy trì tập Detox Yoga thường xuyên. Việc này sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh, mọi bệnh tật được đẩy lùi, sức đề kháng nâng cao, tinh thần minh mẫn, sảng khoái, độ tập trung tăng cao. Sự thay đổi khi cơ thể được thanh lọc có thể nhìn thấy ngay được bằng mắt thường thông qua quan sát ngoại hình của người tập. Tập luyện thường xuyên sẽ làm khuôn mặt của bạn cũng sẽ tươi trẻ, căng da mặt rạng rỡ, các nếp nhăn biến mất, không còn dấu hiệu của sự lão hóa.